thì chiếc xe nhà binh chở ra để lấy cây lần thứ nhì đến nơi, Tư Cầu đã thấy Phấn trực sẵn ở trước cửa tiệm từ bao giờ. Vừa bước xuống xe, Viên Thông Ngôn đã ngoắc anh ta lại. Ê anh để đó cho mấy anh em kia khiêng cây đi. Anh lại nói chuyện với bà chủ đi. Đoạn ông ta day qua, cười nói với Phấn đang tất tả đi tới. Đây bà chủ, tôi giao ảnh cho bà chủ nữa đây. Bà chủ liệu nói chuyện đi nghe. Chuyến này là chuyến chót đó. Phấn vui vẻ đáp. Cảm ơn sếp. Luôn tiện xin mời sếp và nhờ sếp nói dùm với mấy ông sếp Tây uống laser giải khát. Bà chủ sao bày vẽ hoài à? Uống hồi nãy một mách rồi bà chủ. Ôi trời nóng nực như vậy, uống như vậy đâu có đã khát đó sếp. Viên Thông Ngôn cười hề hề rồi đưa tay vẫy mấy tên lính Tây để cùng đi về phía một cái bàn đặt ở giữa sân. Trên bày sẵn laser và nước đá. Ở đó, mấy tên lính có thể vừa uống rượu, vừa canh chừng được đám tù nhân đang khiêng cây chất lên xe. Đợi cho mấy người lính đi ngang qua rồi, Phấn liền hỏi Tư Cầu như sợ phí mất thời giờ. Sao anh Tư, nhà cửa ở dưới ra sao hả anh? Chỉ mạnh giỏi chứ. Anh lên đây gần nửa năm rồi nên có biết nhà cửa ở dưới ra sao đâu. Chắc là phen này chết tiệt luôn ở trên này quá. Anh, sao nói cái gì nghe ghê vậy quá. Bộ ai ở tù rồi cũng chết rụt xương ở trỏng sao? À, chị Tư ở dưới không biết anh ở trên này sao mà không có lên kiếm thăm vậy hả? Sao hồi đó em coi bộ chỉ đeo riết anh lắm mà. Tư Cầu như không để ý đến giọng điệu đó, anh ta ngó mong ra ngoài đường một hồi lâu rồi mới chậm rãi đáp. Em không biết chứ, con vợ của anh chết mất đất rồi còn đâu nữa. Phấn trợn mắt hỏi lại. Ủa, chị mất thiệt rồi sao? Mà chết rồi nào? Sao mà chết? Em coi tướng tá chị mạnh khỏe lắm mà. Tư Cầu cúi đầu kể sơ qua cái chết của con Thơm cho Phấn rõ và kết luận. Đó em coi, con vợ anh nó cũng tốt bụng lắm nhưng bị anh xui tận mạng nên mới ra cái nông nỗi như vậy. Tội nghiệp cho chị quá ha. Còn anh, sao anh rớ tới đâu thì hư tới đó à? Có lẽ số của anh kỵ đàn bà. Xí, kỵ với ai chứ có kỵ với em đâu. Đó anh coi, anh có đi ba đồng bảy đội, có leo năm non bảy núi gì rồi cũng gặp lại em. Anh nhớ không? Ý là anh xua đuổi em nhiều nhất đó nha. Từ nãy giờ anh quên lú đi mất á. Chú ba bộ đi vắng hay sao mà anh không có thấy vậy? Lại đây chở cây, anh thấy chú khách chú nào lạ quắc ra coi chừng coi đổi thôi à. À, cái chú đó là chú Tài Phú. Còn anh ba anh đi chợ lớn hồi sáng sớm rồi. Chà, phải ảnh mà có nhà, ảnh gặp anh chắc là ảnh mừng lắm đó. Thôi bà nội, chú mừng một lần anh cũng đủ tởn tới già rồi. Bây giờ còn mừng một chuyến nữa chắc anh xí lắc léo quá. Đừng nói bậy nè. Em nói anh không tin chứ ảnh mang ơn anh nhiều lắm á. Ảnh nhắc nhở tới anh hoài á, vì ảnh thường nói con người hiền lành thiệt thà như anh Tư á thì không có đời nào trời Phật bỏ bê đâu. Thì chú ba chú xúi em bỏ rơi anh á, bây giờ chẳng lẽ chú xúi luôn trời Phật bỏ bê anh luôn tuốt nuốt nữa sao? Anh sao nói cái giọng đó hoài à? Không phải anh ba bây giờ là chồng của em rồi em Binh. Anh á, chắc chưa có quên chuyện em về dưới để bàn với anh về cái chuyện lâu dài của hai đứa mình đó. Hồi đó là tại hoàn cảnh của ai nấy đều kẹt quá nên thiệt em cũng không biết tính sao hơn được à. Mà thôi, cái chuyện cũ rít đó mình lôi ra làm khỉ gì nữa. À này anh ở trọng có khổ cực lắm hay không? Ăn uống gì có đỡ hay là tệ lắm? Tư Cầu cũng thấy dễ chịu khi nghe Phấn hỏi sang chuyện khác nên vui vẻ trả lời liền. Kể ra thì cũng như nghỉ mát. Ngày tới tối ăn no rồi đi làm lai rai cho giãn gân giãn cốt vậy thôi. Em có để ý thấy anh mập hơn hồi trước nhiều lắm phải không?
Phấn nhìn qua một lượt từ đầu tới chân Tư Cầu. Ờ phải ha, anh mập và trắng hơn trước nhiều, nhưng em coi bộ anh mập biểu đó. Thì ở trong rập hoài không biểu ra sao được, nhưng nhờ anh đi làm ngoài nên cũng đỡ đôi chút. À anh quên nói nữa, cũng may anh có quen với bà quan hai xếp căng, và bà tiếp tế thuốc hút cùng đồ ăn đồ uống hoài hoài nên cũng đỡ khổ lắm. Ủa bà quan hai nào đó mà anh lại quen giỏi vậy? Thì cũng chỗ quen lớn cũ. Coi quen biết hồi nào, ở đâu, ở dưới mình. Theo em nghĩ thì có ai trôi nổi lên này để mà có thể làm bà quan hai được đâu. Nghe Phấn hỏi vặn vẹo như vậy, Tư Cầu cũng bắt mỉm cười. Giỏi là em nhớ kỹ quá ha. Nhưng cái người này em không có biết được đâu. Anh quen lúc trôi nổi lên trên Nam Giang lận mà. Cái thứ này nha, không có hiền đâu à. Mà sao từ hồi nào tới giờ em không nghe anh hay là ai nói tới cái người này hết gì cả. Trời ơi, người ta ở Tí Mú ở trên xứ đàn thổ thì chuyện gì đâu mà nói tới chứ. Phấn mặt mày chưa bự. Mà anh nói thiệt nha, bà ai là cũng quen hết à. Coi, nơi xứ lạ quê người, quen có một mình người ta thôi chứ bộ nhiều nhỏ gì lắm ta. Thì cũng như anh quen biết. Cũng như anh nói là anh quen biết với em hả? Trời đất thánh thần ơi, anh mà dám so sánh gì vậy hả? Thì anh nói giả tiện vậy, bởi em nói anh bạ đâu cũng tấp vô đó hết. Phấn cũng ráng tìm cách soi mói. Mà nha, anh ở trên Nam Giang cả mấy năm, lại chỉ quen có một mình người ta gì chứ vậy? Sao em nghi quá. Thiệt hết chỗ chê. Thì hồi đó em bỏ anh cù bơ cù bớt, rồi lưu lạc lên trên mới gặp làm quen với người ta. Rồi kế đó anh trở về xứ. Phấn ngó chăm bẩm. Nói như vậy đúng là anh đã mèo chuột tằn tiệu nát nước với người ta rồi chứ gì. Trời ơi, em sao rắc rối tổ mẹ. Cái chuyện chút xíu đó mà em cứ phân phân tới hoài. Bộ lạ lắm sao không biết. Xích, bộ anh nói quý giá gì dữ lắm sao mà em phải hỏi phân tới chứ. Em lo là lo cho anh kia cả. Em bề gì á cũng còn biết phải với biết trái, biết nghĩ biết suy, biết thương yêu anh thiệt tình. Chứ gặp con khác á nó cho anh ăn đất sét, bây giờ anh cũng khen ngon nữa. Em sợ bây giờ nghe anh gặp lại người ta, rủi mà anh nghe theo lời ngon tiếng ngọt của họ, rồi đụng chạm tới con quyền Tây U ở trong thì nguy cho cái thân của anh á. Anh có thân anh biết lo mà. Sao em hay để ý đến mấy cái chuyện này quá không biết. Anh cứ nói phách cái lỗ miệng hoài à. Em còn lạ gì anh. Ai mới nghe anh nói ào ào như vậy chắc cũng tưởng là anh cứng bóng vía lắm. Chứ có biết đâu anh yếu xìu hả. Mà cái bà hai đó nha, theo em đoán chắc cả cũng không phải tại dừa đâu á nha. Chắc cũng thuộc loại là trời ơi đất khởi à. Sao mà nói hàm hồ quá. Em có biết mặt mũi người ta hồ nào đâu mà chưa gì em dám đề án tử vậy. Anh nói đây không phải binh ai bỏ ai á, chứ bà quan hai đó tốt bụng lắm á. Không phải bà tốt với anh, mà cả mọi anh em khác trong căn có dịp đi bần trong nhà bà đều nhận thấy vậy hết á. Cái thứ đàn bà quê dạng đó mà tin sao được. Tin là tin không thì thấy kệ. Chứ ai biểu em cứ hỏi phăng riết tới hoài à. Xe chở gần đầy cây và sắp chạy bây giờ. Em không có lo nói chuyện để cứ hỏi cả nhằn hoài, ai chịu nổi biết. Phấn mới chực nhớ lại điều ấy. Ê, trời đất ơi, em quên lú đi mất à. Rồi như biết mình có lỗi, cô dịu giọng nói tiếp. Thì em cũng muốn hỏi thăm sơ qua cho biết, để rồi mình coi còn có thể nhờ cậy được người ta trong cái việc mà thăm nuôi chạy chột cho anh sau này chăng. Ờ phải rồi, cái đó anh chắc cũng không có khó khăn gì lắm. Nhất là tiệm này có ăn chịu với thầy Thông Ngôn. Mà cái việc đó em để thủng thẳng hãy lo tới. Chứ anh gặp được em vậy cũng vững bụng lắm rồi. Thủng thẳng khỉ gì. Trước hết cũng là phải lo thăm nuôi anh chứ. Đâu, anh cần hay thiếu thứ gì đó anh kể sơ cho em nghe coi. Để khi nào được phép vô trỏng em sẽ đem vô. Hay là em tìm cách gửi trước cho thầy xếp Thông Ngôn để thầy đưa lại cho anh.
Cái chuyện đó thiệt ra thì không có cần gì cho lung lắm. Nói nào ngay, anh cũng nhờ có bà quan hai ở trỏng, bà ấy cho chắc lu bù nên cũng không có thiếu thốn gì cho lắm. Như mấy anh em khác ở tỉnh, ở cả mấy năm rồi không có ai thăm viếng gì ráo. Phấn bỗng châm râm mặt xuống. Thôi, nếu mà anh có đầy đủ như vậy á, em còn lo làm khỉ gì nữa. Tư Cầu không ngờ câu nói thật thà của mình đã làm Phật ý Phấn một cách dễ dàng như thế. Anh ta chắc lưỡi, than vãn. Trời đất ơi, anh tình thiệt nói ngay vậy mà em cứ rình để bắt bẻ hay để giận lấy hoài thì mệt quá. Thì đã có người khác lo, em rảnh chứ gì. Thôi dẹp chuyện đó qua bên đi. Bộ em nói anh cần mấy cái thứ đó to lắm sao. Nói thiệt với em á, dầu có lên trên này tứ cố vô thân đi nữa, anh cũng mạnh khỏe và mập cùi cụi chứ có chết chóc gì đâu. Rầu mấy bà quá. Bà nào bà nấy ấy có rớ vô một chút xíu làm eo làm ngặt đủ điều. Phấn đáp với vẻ mặt vác hết lên trời. Thì em biết anh giỏi mà. Em có cần nói gì nữa thì nói luôn đi, để anh còn ra khiêng cây phủ với anh em khác. Chứ hai chuyến rồi mà mình anh cứ đứng cà rê cà kheo ở đây hoài, đố khỏi họ sầm xì này nọ đó. Thấy bộ điệu và nghe lời lẽ của Tư Cầu như vậy, vẫn hốt hoảng nắm lấy cánh tay anh ta. Quay, anh Tư, bộ em nói chơi như vậy rồi anh giận sao hả? Tư Cầu nhẹ gỡ bàn tay Phấn ra. Em làm gì kỳ vậy? Bộ xung quanh đây không có ai biết hết sao? Kìa, lại thông ngôn thầy tới nữa kìa. Phấn vội quay đầu lại và hỏi liền. Bộ, tới giờ nữa rồi sao sếp? Viên thông ngôn đang rảo bước tới và mỉm cười đáp. À, dạ, phải đó bà chủ. Chắc bận này bà chủ có dư giả thời giờ để trò chuyện, thả cửa chứ gì. Phấn liếc xéo Tư Cầu rồi hạ giọng thì thầm riêng với anh ta. Nói chuyện khỉ gì đâu, cứ lo cãi lộn không à. Rồi thấy viên thông ngôn đã đến nơi, nó bèn quay sang. Sếp, nói như vậy chứ tôi cũng chưa chuyện trò gì được nhiều lắm với anh Tư đây. Chắc sếp dư rõ, bà con thân thuộc lâu ngày nha, gặp mặt nhau thì cứ hỏi thăm lung tung lên, mà chẳng có câu nào ăn nhầm vào câu nào hết à. Ôi, bà chủ đừng có lo gì hết, thiếu gì dịp khác nữa. Để tôi về là lo liền chuyện thăm đuôi anh Tư đây cho bà chủ. Cảm ơn sếp nhiều lắm nha. Thế nào rồi đây tôi cũng sẽ nhờ sếp giúp cho một vài chuyện cần nữa. Với huệ gì, tôi bao giờ cũng sẵn lòng mà. Nè bà chủ, xe cũng sắp chạy rồi. Bà chủ có gửi cho anh Tư đây món gì á thì bà chủ liệu mà trao cho ảnh đi. Phấn vội chạy vụt vào trong nhà, xách ra ba bọc giấy đem tới đưa cho Tư Cầu. Tư Cầu thấy mấy gói đồ to lớn quá nên phải kêu lên. Trời đất ơi, em cho anh cái gì mà lùm đùm lệ đè dữ vậy? Kế thấy viên thông ngôn ngóng cổ nhìn vô mấy gói đồ nên nó vội nói. Mà em phải trình cho ông sếp đây xét qua rồi anh mới lãnh được á. Phấn mèn đặt mấy gói đồ xuống đất và mở phanh ra. Đây sếp, chút đỉnh bánh trái chứ có gì khác đâu sếp. Viên thông ngôn vội lấy tay ấn mép miệng túi giấy xuống và nói gạt ngang. À, khỏi bà chủ. Với ai thì tôi không tin chứ với bà chủ tôi nhắm mắt lại bây giờ cũng được. Đoạn ông ta quay sang Tư Cầu. Thôi, cầm lên xe đi anh Tư. Tư Cầu nhìn qua Phấn. Thôi để anh một gói thôi chứ nhiều quá. Viên thông ngôn xách hai gói còn lại nhét luôn vô tay Tư Cầu. Cầm luôn đi cha nội. Mấy thứ này ở trỏng đâu có sợ dư đâu mà lo. Rồi ông ta xô nhẹ Tư Cầu đi ra xe. Phấn lật đật bước theo, căn dặn thêm. Vô trỏng nếu mà anh có cần cái gì, anh nhắn cho ông sếp đây nói liền cho em biết nha anh. Tư Cầu ngó ngoái lại và lên tiếng bào Phấn. Thôi em đi vô đây, chứ ra ngoài xe anh em đông lắm á. À mà quên nữa, lát nữa chú ba có gì em nhớ nói, anh có gửi lời thăm chú nghe. Rồi không biết nghĩ sao, anh ta ngập ngừng nói thêm. Hay là thôi đi, em khỏi nói với chú cũng được. Có lẽ mình nên giấu nhẹp luôn đi thì tốt đó em. Nhà cửa của em đang vui vẻ như vậy, khi không anh trọt vô nữa cho nó sanh nhiều phiền phức. Anh không có muốn. Phận của anh bề gì cũng lỡ kẹt, thì thôi để nó yên vậy cho rồi đi. Phấn có vẻ cảm động khi nghe Tư Cầu nói dài dòng như vậy, nhưng cô ta làm ra bộ cứng cỏi, cự nự lại. Em nói không có sao mà. Anh ba,
ảnh là người biết điều chứ không có phải như thiên hạ thường tình đâu. Xe rồ máy om sòm, Tư Cầu gượng cười nhìn lại Phấn, rồi hấp tấp chuyển mấy gói đồ lên trước để dành tay níu trèo lên xe. Viên Thông Ngôn bước tới, nghiêng đầu chào Phấn, rồi cất tiếng cho tài xế biết rằng mọi người đã lên xe đông đủ. Chiếc xe từ từ chuyển bánh. Tư Cầu cúi gầm mặt xuống, chứ không dám nhìn ngoái lại về phía Phấn đứng nữa, vì tự nhiên anh ta thấy bồi hồi lạ kỳ. Trong lúc gặp mặt lại, hai người không bỏ lỡ dịp để cắn đắng nhau. Nhưng khi xe chạy rồi, Tư Cầu bỗng đâm ra nhớ nhung người cũ một cách gần như là đau xót. Mặc dù đây chỉ là một cuộc tạm biệt đầy hứa hẹn. Cầu và Bác Tám đang lom khom cuốc đất ở phía sau nhà Viên Quân Hai để trồng một líp cải làm của riêng cho có thêm rau ăn, thì thấy con Ba ở nhà trên bước xuống. Con Ba ngừng lại và đứng dựa lưng vào cây cột của hai mái nhà cầu nối liền biệt thự ở phía trên và dãy nhà bồi bếp. Mỗi khi thấy con Ba chằng ràng ở gần một bên mình, Tư Cầu đâm ra ngán chân, nhất là từ bữa anh ta theo xe đi chở cây, rồi tình cờ gặp lại Phấn. Vì vậy, anh ta làm như không hay biết gì hết và cứ cúi gầm mặt xuống, cuốc đất tơi bời. Bác Tám cũng làm ra vẻ thản nhiên, nhưng rồi bác lại thì thầm bên tai anh ta. Ê, chú Tư, bà ra kìa kìa. Tư Cầu không ngừng tay cuốc. Ra thì thay kệ anh ta, mọi khi bác cản tôi dữ lắm mà. Ê, qua cản là cản cái chuyện quá lố, chứ còn bình thường mình cũng phải đón đã chào hỏi. Vì dầu sao bả cũng là người tốt đối với anh em trong căn khi làm cỏ dê trên này. Thiệt đằng nào chú em mày cũng đi quá lố hết. Đi tới thì đi lúc ra, còn sụt lùi thì tuột thắng luôn. Tư Cầu chưa kịp trả lời lại thì đã nghe tiếng con Ba cất tiếng kêu. Anh Tư ơi! Anh bỏ đó lại đây hỏi thăm cái nàng chút coi. Bác Tám nhìn anh ta mỉm cười. Đó, cho chú em mày trốn, đi lợi đắng đi cha nội. Tư Cầu chẳng nói chẳng rằng, ráng cuốc thêm một vài cái nữa, rồi rình ràng xách cây cuốc đem dựng ở góc nhà bếp. Đoạn vừa rút khăn tắm dắt gần ở đó lau mặt, vừa thủng thỉnh đi lại phía con Ba. Đến nơi, anh ta đứng chỉnh ình ra đó, chứ không hỏi han, nói năng gì hết. Con Ba thì vẫn dựa ngửa, dựa nghiêng trên thân cột, vừa nheo mắt nhìn anh ta, vừa cười mồm mỉm. Một hồi lâu sau, cô ta đứng rột ngay dậy, một tay chống nạnh, một tay chòi vào cây cột nhà. Chà, có chuyện vui mà giấu biệt không cho người ta biết tới ha. Tư Cầu lẩm bẩm trong miệng. Có gì đâu mà vui hay không vui. Con Ba lên giọng chanh chua để chặn ngang. Thiệt nha, anh giỏi quá trời à, mới xẹt ra khỏi chỗ này một chút là có chuyện rồi à. Chuyện gì? Làm ơn nói ra thử coi. Xí, bộ anh nói người ta không biết hả? Anh đi theo mấy chuyến xe chở cây rồi gặp con mẹ nào đó hả? Ai học cho em biết đó, mà người ta là người bà con quen của anh chứ bộ ai sao mà em kêu con mẹ này con mẹ kia vậy? Chà,
chà, chưa gì mà binh rồi ha. Mà ai vậy anh? Đó là người ở xứ với anh. Bây giờ người ta có trồng buôn bán tiệm cây ở trên này nên tình cờ đi lại đó chở dáng anh gặp. Mà người ta có bà con thân thích gì với anh không? Chứ sao em coi bộ lo lắng cho anh quá cỡ vậy? Sao em biết rằng quá vậy? Vậy mới tài chứ. Nhưng thôi để em nói thiệt cho mà nghe. Con mẹ đó đó có nhờ cái thằng thông ngôn tìm gặp em để xin em nói vô với ông hai về việc thăm nuôi đặc biệt cho anh đó. Hèn chi mà em biết hết. Bỗng con ba quay phắt lại, nhìn đăm đăm vào mặt anh ta và nghiêm giọng hỏi gọn lõn. Ai đó vậy anh? Câu hỏi bất ngờ ấy làm cho Tư Cầu đâm ra lúng túng. Thì hồi nãy anh đã nói người ta là bà con quen ở cùng xứ sở. Người ta thấy anh bị nạn vậy nên có lòng thăm hỏi và giúp đỡ. Bộ không có em lo cho anh ở trong này hay sao? Em có để cho anh đói khát hay rách rưới đau ốm gì sao mà anh phải làm phiền tới người ta người ngoài như vậy chứ? Thì anh có nhờ nhỏ gì người ta đâu. Đó là họ có lòng tốt với mình. Và ý là anh đã có căn dặn là khỏi phải vô thăm hỏi trong này làm gì cho nó mất công. Sợ đổ bể hang. Cái gì mà đổ bể? Con bà chề môi rồi hỏi chớ đi câu khác. Chớ em hỏi anh, bộ con mẹ ở không lắm sao mà lại cứ đeo riết cái thầy thăm ngôn để mà cậy thảy lo dùm cho cái chuyện thăm nuôi cho anh. Nếu mà con mẹ quen sơ sơ ở dưới giường thì đâu có lẽ con mẹ lại mặn với anh như vậy. Bậy nè, người ta nói là bà con thân mà. Con bà liếc xéo anh ta. Phải à, thiếu chút xíu là bà con gần sắt rạc à, phải không anh? Tư Cầu tìm cách nói làng ra. Em có hỏi gì nữa không để anh còn ra cuốc đất phụ với bác Tám. Em đừng có quên anh đây cũng thân tù tội người ta. Chứ bộ là ông nội họ sao mà ra đây cứ đứng càng nhỏng nói chuyện hoài à. Chà, em coi bộ bây giờ anh hết cần ai rồi. Hết rồi ha. Được rồi, nếu mà anh không có chịu nói thiệt á, thì em có thiếu gì cách làm cho con mẹ chủ tiệm cây đó khỏi con ngó tới anh được nữa. Trời, còn tính chuyện gì nữa đó bà nội? Chuyện gì á, để nữa rồi anh sẽ biết. Thiệt có mấy bà vô rắc rối tụi mẹ. Người ta ở tù yên thân rồi mà nay người này xía vô một người nọ thọt ra nữa. Ai biểu anh giấu hoài, anh làm như con này nó ngu lắm vậy đó. Bây giờ nha, anh có chịu khai cho hết không nè? Vậy nếu em đã biết rồi em còn hỏi nữa làm chi vậy? Hỏi để cho biết bụng dạ của anh ra sao vậy mà. Thì em nghĩ coi, người ta cũng có lòng lo cho mình. Bây giờ không lẽ mình chửi mắng người ta lại được sao? Chà, già hàm lẻo mép ha. Mà bây giờ không nói on đơ gì hết á, em hỏi thiệt anh á, có phải con mẹ là người đã cho anh leo cây á, thoa mỡ bò đó không? Tại em đã biết hết rồi. Nhưng mà sao chuyện gì em cũng rành hết vậy? Không rành để cho mấy người tính qua mặt người ta hả? Chắc anh tưởng chuyện đó là kín lắm chắc à. Chắc thầy thông ngôn thầy học lại cho em biết chứ rồi. Móc xì họ, thầy mà biết cái gì. Nhưng thầy mới nói mí mí ra là em đoán ra liền. Người quen cùng xứ với anh mà lại có chồng khách trú bên tiệm cây trên này thì ai vô đó nữa. Anh quên rằng hồi mà anh mới lên Nam Giang đó, anh đã miếu máu kể cái chuyện đó cho em nghe sao? Bậy nè, ai mà như vậy không biết. Con ba nghiêm mặt hỏi. Bây giờ anh tính sao đây? Thì tính gì nữa, cái đó tùy em. Mà theo anh nghĩ chắc em không hẹp hòi gì với người ta. Bởi vì anh cũng mắc kẹt trong này chứ có ra luôn một tuồng ở ngoài tiệm cây được đâu. Con ba mỉm cười, lấy ngón tay xỉa phớt qua trán Tư Cầu. Chà, ăn nói khéo quá ha. Nhưng á, nếu không có mấy cái lớp rào dây kẽm gai á, và không có ba cái cây súng trong ở trên mấy cái lô cốt kia kìa, thì bà nội ai bây giờ cũng cản không nổi anh. Tư Cầu thấm ý, cười trừ. Con ba lại hỏi tiếp. Nhưng mà anh có nói với người ta em là ai không? Em là bà Quan Hai chứ là ai nữa. Xí, lãng ồn mà.
Em muốn biết coi cái bà chủ tiệm đó có rõ em với anh là cái chỗ quen thuộc cũ không? Anh có nói cho bà biết không? Anh nói sờ sờ vậy thôi, nhưng có lẽ người ta cũng đoán ra được. Cái gì thì không biết chứ mấy cái chuyện đó có trời mà giấu được mấy bà. Con ba gật gù. Nếu mà anh hiểu được như vậy thì tốt lắm nha. Nhưng á, em còn để coi bà vô đây bà ăn nói thế nào. Nếu nghe mà biết điều thì em á sẵn lòng giúp, bằng không nha em cấm tiệt luôn á. Mấy bà mà xấu xé nhau thì chỉ khổ cho thằng này thôi. Sao mấy bà không hè nhau mỗi người một tay như vậy có phải đỡ hơn không? Anh nói khùng quá tổ mẹ người ta, đằng nào anh cũng hưởng đủ hết ha. Tư Cầu chỉ biết đứng đó cười trừ. Thấy vậy, con ba lên tiếng bảo anh ta. Thôi, đi ra ngoài đi, để em liệu coi con mẹ với em đây ai giỏi hơn ai thì biết à. Tư Cầu dùng rằng chưa chịu đi và xuống giọng năn nỉ. Chắc em vui miệng nói chơi vậy chứ không sao phải không em? Bởi vì người ta cũng là gái của chồng. Chứ bộ em không có hả? Có nhưng mà có khác. Rồi sợ con ba kiếm chuyện lôi thôi nữa, anh ta vội rào bước đi vô phía bắc tám và ngoái lại nói với. Thôi anh đi bằng công chuyện nha. Con ba mỉm cười lắc đầu nhìn theo Tư Cầu, một cách nhìn vừa trìu mến vừa độ lượng. Ở trong biệt thự Viên Quan Hai chạy ra ngoắc phấn. Mời bà chủ vô. Bà Quan Hai đã xuống đợi bà chủ ở trong salon rồi đó. Phấn vội ôm hai gói to đựng trái cây lên và hất hàm chỉ về phía thùng rượu nằm ở dưới đất. Còn cái này tính sao sếp? Viên Thông Ngôn ngó quanh để tìm một người lao công, và khi nhận thấy Tư Cầu cùng bác Tám ở phía sau nhà bếp đi ló ra, ông ta vội kêu lên. Ê anh Tư, anh lại đây tôi nhờ anh một tay coi. Tư Cầu ngó lại thấy có Phấn nên đứng khựng lại, hồi hộp đưa mắt nhìn chân chân. Phấn mỉm cười gật đầu như ra hiệu cho anh ta bước lại. Tư Cầu lột cái nón lá quăng xuống đất, tính xâm xâm đi lại, nhưng bác Tám đã lẹ tay níu anh ta lại. Ấy qua lội đắng giác cái thùng rượu đó thế cho chú tôi. Tư Cầu ngơ ngác nhìn bác và hơi sẳng giọng hỏi. Sao lạ vậy? Không phải ai dành với chú mà té vàng té bạc gì nghe. Nhưng người chú lợi đó khiêng cái thùng rượu vô cho thằng Quang Hai á, mà có mặt cả bà Hai chứng kiến thì nó nhẹ thể mình quá. Tư Cầu cau mày suy nghĩ rồi đáp sụi lơ. Bác nói cũng phải. Bị tôi cũng hơi hấp tấp muốn gặp Phấn, tức là bà chủ tiệm đó. Bác Tám vỗ vai anh ta vừa bước đi. Ôi, rồi đây thiếu gì dịp khác. Chú đừng có quên, mình ở tù là ở tù với ba thằng Tây. Chứ trước con mắt của mấy bà mình cũng bảnh tỏn như thường phải không chú? Tư Cầu tươi cười gật đầu. Phải rồi, mà thôi bước mau lại đặng dùm tôi đi tiếp. Thấy bác Tám đi lại tới, Phấn băn khoăn hỏi liền và hỏi nho nhỏ. Ủa? Anh Tư, sao ảnh không chịu lại đây vậy bác? Bác Tám vừa nhắc thùng rượu lên, vừa đáp. Bởi vì chú có công việc cần riêng. Chắc bà chủ cũng dư rõ. Nếu mà chú bê cái thùng rượu này vô để đứng lưỡng khửng giữa bà chủ và bà Quan Hai thì cũng kẹt cho chú quá. Phải ha. Rồi cô quay sang nhìn bác Tám, mỉm cười hỏi luôn. Mà sao tôi coi bộ bác rành về cái chuyện này quá vậy? Chắc anh Tư ảnh có nói lại cho bác rõ phải không? Dạ, tôi với chú Tư là chỗ anh em thân ở trong tù.
tôi được cái trọng tuổi nên có chỉ vẽ cho chú được một vài cái việc cũng hay hay. Viên Thông Ngôn trực trên thềm nhà lên tiếng bảo Bác Tám. Nè ông già, ông đem hết các rượu đó ở trước hàng ba ngang. Còn bà chủ xin mời bà chủ đi ngã này. Phấn quay sang Bác Tám. Cảm ơn bác nghe. Bác nói với anh Tư, tôi hỏi thăm ảnh nhiều thiệt là nhiều đấy nghe. Nói xong, cô vội vã vuốt sửa lại tóc tai, cùng ngắm nghía sơ qua quần áo, rồi hấp tấp bước theo Viên Thông Ngôn vô salon. Viên Thông Ngôn gõ cửa sơ sơ mấy cái, rồi bước vô trước và lên tiếng giới thiệu. Dạ thưa bà hai. Dạ có bà chủ tiệm cây đến thăm bà hai nè. Còn bà đang ngồi đọc báo, nghe nói vậy từ từ đứng dậy, mà mắt vẫn không rời nhìn vào tờ báo, như là còn mải mê xem lắm. Phấn đứng khựng ở đó, và tuy chưa rõ mặt mày của bà quan hai ra sao vì tờ báo che khuất, nhưng nhìn thấy điệu bộ của bà quan hai như vậy, nó đâm ra vừa bực mà cũng vừa khớp nữa. Con bà quăng mạnh tờ báo xuống mặt bàn và ngước mắt lên hỏi Viên Thông Ngôn. Bà chủ tiệm quen thân với anh Tư đây hả thầy? Và không đợi ông này trả lời, nó quay sang phía Phấn, nhích đầu chào. Chào bà chủ, xin mời vô ngồi đây chứ, làm gì đứng khựng ở đó vậy? Rồi nó lại nói bâng quơ. Chà, cái tiểu thuyết đăng trong báo coi hay quá mà họ lại chơi ác chất ngàn xương à. Phấn ké né, ú ớ trong miệng. Dạ. Rồi bỗng như có hẹn, hai người đàn bà quắc mắt nhìn nhau lom lom để đo lường đối thủ trước khi bắt chuyện. Của họ giao nhau, tưởng chừng như có thể vang lên thành một tiếng rít, giống y như hai thanh kiếm va vào nhau vậy. Còn bà, dầu sao cũng nhớ rằng mình là chủ nhà, nên vội bảo Viên Thông Ngôn. Thôi thầy, để cho bà chủ đây cho tôi. Cảm ơn thầy nghe. Đoạn nó quay sang Phấn, đon đả mời một lần nữa. Coi, sao bà chủ đứng hoài vậy? Bà chủ ngồi xuống đây đi rồi chị em mình nói chuyện sao? Phấn chưa kịp đến ngồi xuống ghế thì con ba đã bước tới, đỡ nhẹ lấy vạt áo dài trước của cô ta, đưa ra chỗ có nhiều ánh sáng để xem mặt hàng, rồi trầm trồ liên miệng. Chà, bà chủ mặc thứ hàng này có bông ngộ quá, mà cái màu này cũng hợp với nước da của bà chủ nữa. Để bữa nào rảnh tôi phải đi lùng mấy cái tiệm bông bay mua một cái áo thứ này mới được. Dạ, thứ hàng này họ bán thiếu gì? Rồi con ba buông vạt áo xuống, rồi ngó chăm bằm Phấn từ đầu đến chân và mỉm cười hỏi thêm. Bà chủ được mấy em rồi mà tôi coi còn trẻ măng vậy, chắc còn nhỏ lắm. Chà, còn nhỏ tuổi mà đã làm bà chủ như vậy thì tốt phước biết đâu mà kể. Phấn thận trọng đáp. Dạ, tôi mới được có một đứa con trai à. Con ba chắc lưỡi khen liền. Dạ, gái một con mà thuốc ngon nửa điếu, hèn chi. Phấn định chụp hỏi, hèn chi là cái gì? Nhưng rồi giữ vẻ lễ phép, hỏi lại. Dạ, dạ còn bà hai được mấy em rồi? Con ba cười giòn tan rồi đáp. Tôi chỉ có một mình trơ trọi như vậy đó bà chủ à. Phấn mau miệng khen dồn. Bà hai trông còn trẻ đẹp sắc sảo quá. Thiệt mấy cô mới lớn lên cũng chưa có dễ gì mà bì kịp. Bà hai lại còn sang trọng quyền oai nữa. Kể ra ít người được như vậy, hèn chi. Con bà hơi cau mày, nhưng rồi lại gật gù cười xòa và níu tay Phấn dắt lại bên ghế salon. Mời bà chủ ngồi xuống đây đi rồi chị em mình muốn nói gì thì nói. Chứ chẳng lẽ tôi với bà chủ cứ đứng sừng sững ở đó để khen dần công cho nhau sao? Rồi chợt thấy mấy gói đồ, nó liền hỏi tiếp. Mà bà chủ ôm theo mấy cái gói gì lũ khủ đó?
phấn như chực nhớ lại chuyện quà cáp, nên vừa ngồi xuống lại đứng dậy, đặt mấy bọc giấy lên trên mặt bàn giữa salon. Dạ, tôi có mấy ký bom nho này để đem đến cho bà hai dùng lấy thảo. Dạ, còn có một két champagne để ngoài hàng ba, riêng kính tặng cho ông hai, xin nhờ bà hai nói lại dùm. Còn bà chắc lưỡi kêu lên: Không biết mấy thầy thông ngôn mắc tôi đó có nói tôi với ông hai ở nhà đòi ăn uống gì không, mà bà chủ lại lễ mễ đem lại như vậy. Dạ thưa bà hai, cái này là do ý tôi chứ thầy thông ngôn không hay biết gì ráo à. Còn bà đáp nửa thật nửa giỡn: Chà, chứ gì mà bà chủ muốn trám miệng tụi này trước ha. Bà chủ làm như vậy là mít lòng lắm nha. Chắc bà chủ cũng dư biết à. Tôi nghe thầy thông ngôn nói là bà chủ đây á là chỗ bà con với anh Tư, nên tôi mới sẵn lòng mời tới. Chứ phải mà ai khác á thì xin lỗi bà chủ nha, dầu cho 9 xe 10 vàng đi nữa cũng khỏi đi. Phấn thấy hơi bực mình, nhưng cũng phải ráng xuống giọng cầu khẩn: Dạ, cái đó thì tôi cũng rõ hiểu à. Anh Tư thì anh có kể sơ cho tôi biết rằng đây bà hai cũng là chỗ ơn nghĩa cũ của ảnh á, và bà hai cũng đã hết lòng giúp đỡ cho ảnh trong lúc ảnh bị kẹt trong này. Dạ, vì vậy mà tôi mới dám đường đột tới đây đi quấy rầy bà hai. Ôi, nói như vậy chứ chị em mình nếu không biết nhau thì thôi, một khi mà biết nhau rồi thì dễ ợt. Nhất là cái chuyện này cũng là chuyện của anh Tư, mà hễ cái chuyện của anh Tư thì tôi sẵn sàng bao lãnh hết á. Thiệt cảm ơn bà hai hết sức à. Cũng may cho anh Tư gặp lại bà hai ở cái chỗ này. Con ba thản nhiên tiếp lời: Ơi, cái đó thì có. Anh Tư ảnh có gặp tôi lần nào thì cũng được may mắn ráo trọi hết, chứ không có rủi ro hay giúp giá gì hết à. Phấn cắn môi suy nghĩ trong một vài giây rồi đáp đầy đưa: Dạ, phần tôi cũng mong như vậy á. Con ba cười và ngọt ngào nói: Bà chủ khỏi mong với mỏi gì hết á, cái chuyện đó là cái chuyện đã có rồi mà. Nghe con ba nói một cách chắc cứng như vậy, Phấn cười gằn, nhưng rồi lại vội nói đỡ: Thưa bà hai, như vậy là anh Tư thì có phần lắm à. Con ba như có vẻ hài lòng vì đã săn mặt sơ được Phấn, nên lại muốn tỏ ra độ lượng. À, còn cái này nữa nha, mà từ nãy giờ tôi tính nói rồi bị lu bu quên khuất đi mất à. Chị em mình cũng nên tìm cách xưng hô lại cho nó đỡ khách sáo hơn đi. Bề gì thì bên nào cũng là chỗ quen biết với anh Tư, phải không chị? Chị thứ mấy để tôi kêu cho tiện. Phấn ấp úng tháp: Dạ, dạ, dạ tôi thứ ba. Con ba kéo nhích ghế lại gần Phấn: Ủa, cũng thứ ba như tôi vậy sao? Rồi nó nháy nháy mắt lên giọng, hỏi ỡm ờ: Ai cũng thứ ba hết rồi, như vậy ai lớn ai nhỏ đây? Phấn ngả lưng dựa vào thành ghế phô tơi, rồi cười đáp lại một cách rất thản nhiên: Dạ, cái đó thì tôi chẳng dám tranh rồi. Dạ, cũng như cái chuyện chim trời cá nước đó, mạnh ai bắt được nấy ăn. Con bà liếc xéo cô ta một cái nhanh như chớp: Hay quá ha, bây giờ tôi mới biết ngán chị ba rồi đó. Phấn vội nói vớt: Dạ, bà hai dạy quá lời, tôi vui miệng nói bông đùa vậy mà. Đó, đó, tôi đã bị chị ba dẹp cái tiếng bà hai đó qua một bên rồi mà. Đoạn nó vói tay bấm nút chuông điện gọi anh Bồi, và khi anh này chạy lên tới, nó quay sang hỏi Phấn: Chị ba, dùng nước ngọt nghe. Phấn chưa kịp trả lời thì con ba đã bảo anh Bồi: Anh cho tôi xin hai chai nước cam mau mau một chút nha, chứ từ nãy giờ mắt nói chuyện tầm khà mà quên mời khách uống nước à. Dạ, dạ thưa chị hai, xin chị hai coi tôi cũng như là chỗ quen biết ở trong nhà, chứ khách khứa gì đó. Con ba tròn xoe mắt hỏi lại: Ủa, sao chị kêu tôi bằng thứ hai? Hồi nãy tôi nói giỡn chơi chứ, bộ muốn đòi lớn nhỏ gì hay sao? Phấn thản nhiên đáp: Dạ, chị hai đây là chị Quang Hai, tôi kêu như vậy cho nó phân biệt hơn mà. Con ba mỉm cười, lim dim đôi mắt: Thiệt bây giờ tôi mới biết ớn chị rồi đó.
Phấn cũng cười đáp lại. Dạ, chị hai nói vậy chứ, tôi hiền khô hè. Nhưng rồi Phấn nghiêm mặt lại, hỏi tiếp. Dạ, chắc chị hai cũng đã rõ tôi đến đây trước để ra mắt chị hai, sau nữa để nhờ chị hai chút việc. Chà, chị này ăn nói văn vẻ quá ta, việc gì vậy chị? Phấn đáp hơi ấp úng. Dạ, dạ cũng không có chuyện gì khác ngoài cái việc mà thăm nuôi cho anh Tư. Nói cho đúng ra, mọi sự trong này đã sẵn có chị hai giúp đỡ săn sóc cho anh Tư. Nhưng mà phần tôi cũng muốn gặp mặt ảnh. Ôi, tôi tưởng cái gì chứ việc đó dễ ợt. Thiếu gì người vô thăm nuôi chồng con đó chị ba. Và họ cứ ra ngồi văn phòng xin giấy là được à. Dạ, thầy thông ngôn cũng có nói rõ cho tôi việc ấy. Nhưng tôi nghĩ chắc là chị hai đây có thể giúp cho cái việc thăm nuôi của anh Tư của tôi được đặc biệt hơn người khác. Nghĩa là được cái sự dễ dãi hơn. Con bà nhìn chăm bằm Phấn rồi hỏi. Bộ à, chị có chuyện gì cần phải bàn tán nhiều với anh Tư sao? Phấn cười giả lạ. Dạ, đâu có việc gì cần. Nhưng chắc chị hai cũng hiểu cho. Tôi là người cùng xứ với ảnh. Tôi có vô ra gặp mặt ảnh ở đây thì cũng chỉ để hỏi thăm hỏi non về chuyện nhà cửa với giường. Ảnh xa nhà lâu rồi mà cũng biệt vô âm tính. Ảnh nóng ruột lắm. Liền sau khi mà tình cờ gặp ảnh ở ngoài tiệm cây á, tôi có nhắn tin về dưới rồi. Mà mãi tới hôm nay sao người quen họ chưa có lên không biết nữa. Con ba chép miệng, than thở. Chà, tội nghiệp cho anh quá ha. Đoạn cô ta dịu giọng bảo Phấn. Phần chị nha, chị ráng hỏi tầm về chuyện dưới nhà cho ảnh. Còn phần tôi nha, tôi lo việc thăm nuôi cho chị. À, hay là chị muốn nói chuyện liền với ảnh ở đây không? Để tôi làm cách cho chị giáp mặt. Việc này mà ông hai ổng biết được á, ổng sẽ cự nữ tôi ghê lắm á. Nhưng không sao. Phấn vội nói. Dạ thiệt cảm ơn chị hai lắm. Nhưng theo ý tôi á, thì mình nên làm cho đàng hoàng, đúng phép, đúng luật á thì hơn. Chứ chị hai thương tôi mà tính như vậy á, rủi ra gặp ngày giận tháng xui có chuyện gì rắc rối xảy ra thì chẳng những làm phiền chị hai mà còn để họa cho anh Tư nữa. Mình có thương ảnh thì thương cho trót lọt. Con ba gật gù đáp. Chị nghĩ như vậy chín chắn lắm à. Được rồi nha, để tôi xin nghe lời chị. À, chị biên tên họ giao cho thầy thông ngôn để thầy chạy về mặc giấy tờ cho. Còn tôi để tôi thúc mấy xếp dưới văn phòng. Mà nếu chị có chuyện gì gấp muốn nhắn với anh Tư thì chị cứ vô đây nói với tôi rồi tôi thông tin lại cho. Nghe câu sau cùng ấy, Phấn có vẻ kém hưởng ứng và lợ ngợ đáp. Dạ, dạ thôi, chắc không có chuyện gì gấp đâu. Tôi phiền chị hai như vậy cũng quá nhiều rồi. Con ba hiểu ý, cười nói. Thôi tôi biết rồi, nhưng mà tôi nói như vậy á, chị đừng giận nghe. Bề gì bây giờ anh Tư cũng kẹt ở trong này, nghĩa là ảnh nằm ở trong bàn tay của tôi. Phấn nín lặng một hồi, rồi gượng cười nói. Dạ, cái đó thì tôi đã thấy rõ ngần ngợ rồi, tôi xin chịu hẹp vậy. Con ba biết mình đi hơi quá, nên vội nói lãng ra. Để tôi nhờ mấy ổng lục hồ sơ qua tội trạng của anh Tư nặng nhẹ thế nào. Để tôi còn nhờ ông hai ở nhà, ổng can thiệp giúp đỡ phần nào hay phần nấy à. Phấn mau mắn nói vô. Tôi cũng quên nhắc với chị hai về cái chuyện đó nữa. Dạ, chị hai mà nhóm của anh Tư có được mau thả ra không chị? Theo tôi biết thì ảnh hiền như cục đất, có làm chi đâu mà mấy ổng bỏ tù, bỏ rạc như vậy. Con ba cười xòa. Tôi cũng như chị em mình làm sao biết được chừng nào ảnh ra. Còn cái việc ảnh hiền khô đó thì để lâm chuyện rồi mới biết. Thằng cha cũng dữ dằn, vàng trợ mây, chứ không như chị tưởng đâu. Nhưng mà dầu sao tôi cũng xin hứa chắc với chị, để bữa nào ông hai ổng vui vui, tôi sẽ liệu lời nói vùa vô với ổng. Chuyện gì tôi không biết, chứ chuyện đó thì tôi chắc mẻn là chị hai sẽ thành công rồi đó. Con ba liếc xéo. Chà, chị nói như vậy là khen hay chê tôi đó?
Dạ, tôi thiệt tình nói ngay như vậy đó chị Hai ạ. Tánh tôi cứ thẳng băng chứ không có cong quẹo ngoắt ngoéo như người ta đâu. Rồi cô đứng lên nói tiếp. Thôi, tôi xin kiếu chị Hai. Dạ, từ nãy giờ tôi làm rộn chị Hai nhiều quá. Còn bà cũng đứng lên theo và nói gạch ngang. Ôi, chỗ chị em mà, chị đừng có ngại gì hết á. Khi nào rảnh nha, xin mời chị lại chơi. Tôi ở đây cũng ít bè bạn lắm.